Xin chào các bạn, trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái loại màn hình linh kiện dành cho iPhone từ những chiếc iPhone 6 trở lên. Sự khác biệt của cái màn hình linh kiện này so với phần đông những cái màn hình linh kiện khác ở ngoài thị trường đó chính là nó có một cái thương hiệu rõ ràng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hơn hết đó chính là cái mức độ hoàn thiện bên ngoài cũng như bên trong, và đặc biệt đó chính là cái khả năng hiển thị của màn hình, nó gần như tương đương với màn hình zin. Và thương hiệu mang tên ở đây đó chính là màn hình Dura, được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Cái sự khác biệt lớn khác giữa màn hình Dura và những cái màn hình linh kiện khác có thể kể đến đó chính là có thể hoạt động đầy đủ những cái tính năng của một cái màn hình iPhone thông thường. Đặc biệt đó chính là chúng ta sẽ có một cái chế độ bảo hành 12 tháng, chúng ta sẽ yên tâm hơn so với những cái màn hình linh kiện không rõ nguồn gốc khác. Và một cái yếu tố nữa đó chính là khi mà so sánh với màn hình zin thì có thể rằng nó sẽ không thể nào một một so với cái màn hình zin theo máy của các bạn. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta có nhu cầu đi mua một cái màn hình để thay thế cho chiếc điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ còn cân nhắc rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như các bạn có thể tìm được một cửa hàng để mua được một cái màn hình zin hay không. Và điều thứ hai nữa đó chính là cái giá trị chiếc máy cũ nó đã xuống rất là thấp rồi, tuy nhiên cái linh kiện màn hình điện thoại nó vẫn rất là đắt. Có thể ví dụ như với cái màn hình iPhone X, nếu như các bạn đi mua thì giá thành của nó có thể chiếm đến nửa cái máy, thì lúc này cái màn hình Dura nó sẽ thể hiện ưu thế ở cả giá bán nữa. Và tất nhiên rồi, mình sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết về cái màn hình Dura khi mà gắn trên chiếc iPhone X. Và mình sẽ bắt đầu bằng cái màn hình khi mà chúng ta chưa gắn trên màn hình trước. Ở bên ngoài thì nó sẽ là cái phần hộp bảo vệ như thế này. Thì mình sẽ đọc nhanh cái phần mô tả. Nguyên liệu được nhập khẩu từ Đài Loan và Nhật Bản. Thiết kế sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ. Màu sắc và chất lượng các thứ hiển thị thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn sau. Không bị ám hồng. Những cái màn hình linh kiện Trung Quốc khác không rõ nguồn gốc thì sau một thời gian khá là ngắn có thể nó sẽ bị ám hồng ở những cái viền xung quanh. Và có một cái yếu tố rất là giá trị ở cái màn hình này mà mình thấy cái phần mô tả đó chính là chúng ta có thể ép kính giống như là cái màn hình zin. Thì mình nói thêm một chút xíu, những cái màn hình linh kiện lớp cảm ứng cũng như là cái khi mà sản xuất nó không đạt tiêu chuẩn, nên khi mà chúng ta bóc tách cái phần mặt kính ra thì thông thường nó sẽ hư luôn cái phần cảm ứng và không thể ép kính được. Tuy nhiên cái màn hình zin thì chúng ta có thể ép kính lại 1, 2, 3 thậm chí là 4 lần. Và cái màn hình Dura này theo mô tả của nhà sản xuất thì nó cũng có thể được ép kính lại tương tự giống như cái màn hình zin. Ở bên trong thì mình sẽ thấy có một cái phần ron chống bụi, chống nước. Và tất nhiên rồi, nếu như mà là một người thợ có tay nghề dán cái ron này chuẩn thì nó cũng có khả năng kháng nước tốt. Và ở đây thì mình sẽ có một cái màn hình. Mình thấy ở đây là một cái màn hình đã được dập theo một cái khuôn, dán vào một cái khuôn rất là chắc, tương tự giống như là một cái màn hình zin. Ở mặt sau chúng ta sẽ có những khuôn cho những cái phần camera. Đây là một cái chi tiết cũng rất là quan trọng đối với một cái màn hình iPhone đời mới sau này hoặc là những đời trước, đó chính là khi mà một cái màn hình không phải zin, một cái màn hình linh kiện hoặc một cái màn hình ép kính á, thì thường thường những cái phần khung để chúng ta gắn camera này thường thường nó sẽ không có, và quá trình lắp đặt có thể nó sẽ làm lệch cái mắt camera chẳng hạn, vừa ảnh hưởng đến tính năng mà vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ nữa. Ở đây mình thấy nó có cả ron của cái phần loa luôn, tức là có cái lưới loa luôn. Và đây là cái màn hình nguyên bản, màn hình zin theo một cái điện thoại iPhone X. Và đây là cái mặt trong. Thì mình sẽ lấy cái màn hình Dura đây, so sánh ngoài qua một chút xíu thì về cái quy cách của cái phần ron, các bạn tưởng tượng rằng ở phía mặt sau này cũng như là hai bên hông thì nó đều là cái phần khung cũng như là cái phần ron của cái màn hình thôi. Nhưng mà trước hơn hết thì các bạn sẽ nhìn vào những cái mối hàn nha. Đây là những cái mối hàn, đây là những cái chân mà nó sẽ bám vào trong cái thân của cái điện thoại. Ví dụ như cái màn hình của bạn gỡ ra gắn vào nó có chắc hay không thì bỏ qua cái phần keo đi, thì đây sẽ là cái phần nó giữ cái màn hình điện thoại của bạn nó có chặt hay không. Đó, ở đây sẽ là những cái mối hàn bấm điện này. Thì ở trên cái màn hình Dura các bạn cũng sẽ nhìn thấy những cái mối hàn bấm điện tương tự như vậy luôn. Và tất nhiên rồi, về những cái vị trí thì tất nhiên nó sẽ y chang nhau, không có khác biệt. Và nếu như mà nói về khác biệt ở đây á, một cái người không chuyên ví dụ như mình đi, mình nhìn thì nó cũng sẽ hơi khó để có thể nhận ra sự khác biệt. Ở đây sẽ là cái phần bóng, cái này thì khi mà chúng ta lắp đặt chúng ta sẽ gỡ ra này. Cái phần này thì gỡ ra thì nhìn nó cũng sẽ gần như tương tự với zin thôi. Đây là cái màn hình zin nhưng mà nó cũng đã được tháo ra và thay ra cho một cái máy rồi, nên là nhìn nó cũng không còn mới tinh 100% như là một cái máy lúc ban đầu đâu. Nhưng nó là một cái màn hình zin. Và các bạn có thể nhìn thấy cái màu sắc này, nó là một những cái ánh xanh ở những cái mắt camera cũng như là mắt của Face ID.
gần như là nó tương tự như nhau, và tất nhiên ở cái vị trí thì nó cũng không thể sai lệch được. Ở đây thì những là cái phần khung cố định cái phần camera rồi. Camera của bạn khi mà gắn vào đây thì nó sẽ không bao giờ lệch được. À, và đây là hai cái phần mắt của những cái tính năng về Face ID. Và sau khi mà lắp cái màn hình này lên cái máy rồi á, thì mình có thể chia sẻ rất là nhanh đến các bạn, đó chính là cái mức độ hoàn thiện của cái phần RON máy á, ở cái mức cực kỳ tốt, thậm chí là nó tương đương với một cái màn hình zin. Có thể nói rằng nếu như một người mà không có kinh nghiệm nhìn vào, thậm chí không biết đây là một cái màn hình linh kiện, nếu như mà nhìn vào cái phần RON, cho dù bạn có là một người kỹ tính và thậm chí là nhìn thật là kỹ vào những cái đường viền RON này thì cũng sẽ không thể nào thấy được cái lỗi nào ở trên cái màn hình này. Mặc dù đây là một cái điện thoại cũng khá là cũ rồi, một chiếc iPhone X. Đây là một cái điểm rất là đáng khen, và hơn hết đó chính là cái thao tác mà chúng ta vuốt tay ở những cái cạnh này này, nó cũng rất là mềm và rất là mượt, tương tự giống như là cái màn hình zin. Ở đây mình có một chiếc điện thoại iPhone X với màn hình zin này. Mình xin nói thêm một chút xíu thì iPhone sẽ có nhiều nhà cung cấp tấm nền màn hình khác nhau, và có thể giữa cái iPhone này với cái iPhone khác hoặc là 10 cái iPhone để chung với nhau thì nó cũng sẽ không có sự đồng nhất ở cái màn hình. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng chia sẻ luôn cái mà mình đang nhìn thấy trước mắt, đó chính là ở cái màn hình zin, màn hình nó có độ màu đen, nó đen hơn chút xíu, và cái màn hình Dura thì nó có ánh hơi xanh một chút xíu khi mà mình sử dụng cái ánh đèn studio và mình nhìn ở trong cái trạng thái khóa màn hình như thế này. Tuy nhiên có một cái điểm mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là với một cái màn hình linh kiện khác, khi mà với những cái ánh đèn studio như thế này, mình có thể nhìn thấy được những cái ô vuông của cái lớp cảm ứng đó, khi hoặc là đi ra trời nắng cũng vậy, chúng ta sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy được những từng ô vuông, đó là cái phần cảm ứng của cái màn hình linh kiện. Tuy nhiên cái màn hình này thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy cái lớp đó luôn, tương tự giống như là cái màn hình zin vậy. Nếu như mà chúng ta không đưa ra so sánh thì mình tin chắc rằng không ai biết được đây là cái màn hình Dura đâu, nếu như mà khi mà nhìn ở bên ngoài như thế này. Rồi một cái điểm khác mà anh em có thể cũng quan tâm, đó chính là những cái phần vát cong của cái màn hình bốn cạnh cộng với cái phần vát ở cái lỗ loa nữa. Mình không biết rằng họ có sử dụng chung một cái khuôn hay không, nhưng mà những cái góc vát này gần như nó y chang nhau. Mình đã dùng mấy ngày trời để mình có thể soi thật là kỹ cái màn hình này, nhưng mà thật sự là không nhìn thấy được sự khác biệt về cái phần mặt kính, phần RON cũng như là cái phần hoàn thiện bên ngoài. Một cái điểm nữa, khi mà ở bên ngoài nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình mà mình sử dụng, thì một lát nữa mình sẽ nói đến cái quá trình sử dụng màu sắc cũng như là cảm ứng sau. Tuy nhiên mình vẫn muốn làm một số những cái cơ bản bên ngoài trước. Đó chính là những cái màn hình linh kiện khác nó sẽ bị bám nước. Hoặc là khi mà tay chúng ta mồ hôi, nó sẽ bám mồ hôi theo cái kiểu nó bám nước. Còn đối với một cái màn hình zin thì khi chúng ta xịt nước lên nó có thể trôi đi khá là sạch, hoặc là cái nước nó đọng lại theo cái hình tròn. Ngày xưa anh em chia sẻ cái cách phân biệt màn hình zin và màn hình linh kiện là cũng dựa vào cái yếu tố này. Tuy nhiên mình thì mình không có muốn phân biệt về cái điều đó, mà mình muốn chia sẻ đến cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng. Chẳng may cái điện thoại của chúng ta bị ướt, chúng ta lau nhẹ một cái là nó cũng dễ dàng sạch và nó rất là bóng. Đây là cái màn hình zin. Đó, mình có thể nhìn thấy được những cái bóng nước tròn nó đọng ở trên cái màn hình. Và mình cũng sẽ thử tương tự với cái màn hình Dura. Nó cũng đọng những cái bóng nước tương tự giống như là cái màn hình zin vậy đó. Không thể nào nhìn thấy được cái sự khác biệt. Thật sự là một cái màn hình như thế này ấy, bỏ cái chữ Dura đi thì nếu như người không chuyên thì không biết nó là màn hình linh kiện đâu. Ngay như các bạn cầm trên tay so sánh như thế này ấy, nhìn như thế này không biết được. Các bạn lưu ý rằng với những chiếc iPhone từ iPhone X trở lên ấy, thì khi mà thay thế màn hình thì chúng ta cần đến thợ kỹ thuật, và họ có công cụ để cho chiếc máy nó có thể hoạt động đầy đủ những cái tính năng. Nó không chỉ đơn thuần là việc chúng ta tháo ra lắp vào như thông thường. Bây giờ thì mình sẽ thử những cái tính năng rất là cơ bản của một cái màn hình iPhone X. Ví dụ như những cái đời trước iPhone X thì màn hình nó khá là đơn giản, không có nhiều những cái tính năng để chúng ta phải nói tới. Tuy nhiên với iPhone X trở lên thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút xíu. Ví dụ như là chúng ta sẽ có tính năng chua tông. Ở đây màn hình đây chúng ta sẽ có chế độ chu tông, và các bạn có thể nhìn thấy cái sự thay đổi khi mà mình mở chu tông này, nó sẽ hơi bắt đầu ngả sang cái màu vàng ấm. Đấy, đây là một trong những cái tính năng rất là quan trọng. Nếu như các bạn tự thay màn hình thì có thể sẽ mất cái tính năng này luôn. Thứ hai nữa đó chính là cái hệ thống Face ID. Như mình chia sẻ ở trước thì
Cái Face ID nó liên quan đến rất là nhiều thứ, bao gồm cả cái phần mặt kính này, bao gồm cả cái vị trí mình lắp đặt những cái camera hay là cảm biến nữa. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thử xem các bạn nhìn xem nó có nhạy không nha. Đó. Tốc độ mở khóa không có gì phải bàn cãi, gần như là nó hoạt động chính xác luôn. Rồi mình sẽ thử Face ID với cái màn hình zin nha. Rồi lại cái màn hình Dura nha. Không có sự khác biệt nào hết. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái cảm biến ánh sáng này. Đó, nó sẽ tự sự tăng lên. Ở đây ánh đèn studio nó rất là sáng nên nó sẽ đẩy maximum. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về cái phần hiển thị. Trước hơn hết là mình sẽ để cho các bạn có thể nhìn thấy được cả hai cái màn hình. Thì bên tay phải mình là cái màn hình zin, bên tay trái của mình là cái màn hình Dura. Thì mình xin nhắc lại một chút xíu, thì với những cái màn hình iPhone từ LCD cho đến OLED thì cái tấm nền màn hình nó sẽ không có đồng nhất với nhau. Kể cả bạn mang 10 cái điện thoại màn hình zin để chung với nhau một chỗ thì cũng sẽ có cái nó hiển thị như thế này và có cái nó hiển thị như thế khác. Cơ bản như ở đây thì cái màn hình Dura theo như mình thấy từ hôm qua nay mình nhìn đây là cái màn hình thứ 3 rồi, thì nó sẽ có một cái tông chung, đó là nó đều có cái màu sáng xanh. Đó. Hầu hết tất cả mọi người đều thích sử dụng màn hình màu sáng xanh. Đó. Còn bên phải, tay phải mình đây thì là cái màn hình zin, nó có cái màu tông hơi ấm, vàng ấm. Thì mình nghĩ là do cái tấm nền của cái màn hình zin này thôi. Sẽ có những cái màn hình zin với cái tông màu là sáng xanh thay vì sáng vàng như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử luôn cả một cái, mình sẽ thử bằng cái điện thoại của mình nha. Của mình là iPhone 13 Pro Max này. Đấy, nó cũng sẽ cái tông hơi vàng ấm một chút xíu. Mình sẽ tắt cái chu tông đi cho nó xanh lại một chút xíu này. Bên đây thì nó vẫn sẽ là màu vàng ấm một chút. Nhưng mà chủ yếu ở đây thì mình không phải chia sẻ về cái vấn đề sáng xanh hay là sáng vàng, mà chủ yếu ở đây là cái độ sắc nét mà cái màn hình nó hiển thị được. Rồi ở đây thì mình sẽ mở thử một số những cái hình ảnh và mình sẽ để các bạn có thể nhìn thấy được cái độ phân giải của cái màn hình này nó tương đương như là cái màn hình zin. Ở đây mình sẽ phóng to hết mức này. Cái phần chữ ở đây nó vẫn rất là sắc nét, đầy đủ. Tương tự, ở đây mình sẽ thử với một cái màn hình zin. Đây. Gần như là tương tự như nhau. Nói chung là về cái độ phân giải thì chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy được cái khác biệt rồi. Cái khác biệt ở đây chỉ là cái nền trắng và cái nền vàng giống như hồi nãy mình chia sẻ với các bạn rồi. Và xuống dưới ở đây một chút xíu thì với cái tấm hình mà nó nhiều màu sắc hơn. Đó, các bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy được cái độ tương đồng giữa hai cái màn hình này. Đó. Bên đây nữa. Tiếp theo. Đây. Những cái tấm hình khó hơn với cái phần màu tối thì nó sẽ thử thách cái màn hình OLED nhiều hơn. Và để chắc ăn hơn một lần nữa thì mình sẽ xem với cái 13 Pro Max của mình. Đây là cái máy mình xài hàng ngày và mình xài từ mới, chắc chắn là chưa tháo mở rồi. Đó, mình cũng phóng to hết cỡ ra. Mình có thể xem cái phần màu sắc này và cái điểm ảnh. Cái phần điểm ảnh á, thì thật sự là con mắt của mình không thể nào nhìn thấy được đâu các bạn. Còn về cái phần màu sắc á, thì do đây là chiếc 13 Pro Max nên nếu như mà thực tế ở bên ngoài mình nhìn ở đây á, thì mới nhìn thấy được sự chênh lệch thôi. Tức là mình cố gắng mình tìm kiếm, mình cố gắng soi thì mình sẽ thấy được cái sự chênh lệch. Còn nếu như là một cái trải nghiệm thông thường với một cái màn hình đơn như thế này á, thì gần như là chúng ta sẽ không thấy được một cái điểm gì mà không đạt chất lượng về cái khả năng hiển thị cả. Rồi về cái phần cảm ứng thì mình nói thêm một chút xíu á. Cái cảm ứng của màn hình iPhone nói chung á, nó sẽ có được cái độ mượt mà, cái này không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên nếu như mà khi mà so sánh Dura với cái màn hình linh kiện á, thì nó sẽ có cái sự khác biệt.
Bởi vì chất lượng đầu ra của những cái màn hình linh kiện khi mà không được kiểm soát thì có thể nó sẽ có những cái không đạt chất lượng. Không đạt chất lượng khi mà chúng ta sẽ sử dụng lâu, chiếc máy nó nóng lên, cái phần cảm ứng hay là màn hình nóng lên thì cái độ nhạy của cảm ứng nó sẽ không còn đảm bảo giống như là lúc bình thường nữa. Tuy nhiên với cái màn hình Dura này, trong cái quá trình mà mình trải nghiệm thực tế thì nó sẽ không có gặp cái hiện tượng như vậy. Đó là một cái điểm vượt trội hơn hẳn so với những cái màn linh kiện mà nó có thể so sánh luôn với một cái màn hình zin. Bên cạnh cái màn hình iPhone X mà mình vừa mới thử nghiệm cho các bạn xem thì Dura còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác dành cho những chiếc iPhone khác, bắt đầu từ iPhone 6 trở lên, và với cái giá thành nó chỉ từ khoảng 700.000 thôi. Đây là một cái mức giá mình tin chắc rằng nó cạnh tranh luôn với những cái màn hình linh kiện mà không có tên tuổi trên thị trường, không có rõ nguồn gốc. Thì mình xin nói thêm một chút xíu về những cái lựa chọn về màn hình iPhone OLED đời sau này. Nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm chi phí hơn nữa thì Dura họ đưa ra một cái cung cấp màn hình khác, họ gọi là màn hình in-cell. Thì màn hình in-cell là gì? Nó không phải là một cái màn hình OLED giống như là chiếc iPhone X thông thường. Thay vì một cái chiếc màn hình iPhone X zin nguyên bản nó là OLED thì các bạn lại có thể thay một cái loại màn hình in-cell ở bên Dura. Nó tương tự như là cái công nghệ màn hình LCD của iPhone sử dụng trước đây, nó vẫn sẽ có tấm nền là những cái tấm phản quang, thì cái mức giá thành nó sẽ rẻ hơn. Thì bây giờ mình sẽ để cho các bạn xem thử cái sự khác biệt giữa cái màn hình OLED tương tự như zin và cái màn hình in-cell của Dura. Rồi ở bên tay trái của mình đây là cái màn hình Dura cho iPhone X dạng OLED như màn hình zin, còn bên phải mình đây thì là dạng LCD, bên Dura họ gọi là màn hình in-cell. Thì cái phần ngoại hình khung thì nó tất cả mọi thứ nó đều tương tự như nhau. Chúng ta vẫn sẽ có một cái phần khung rất là cứng chắc, không thể bị bung được, tương tự như màn hình zin. Tuy nhiên khi mà đưa sát lại với nhau thì mình sẽ thấy được cái màn hình in-cell nó dày hơn cái màn hình OLED một chút xíu. Đó, nó có dày hơn. Còn ở mặt trước thì nó cũng sẽ tương tự như nhau thôi. Đó. Mặt trước cũng cong, bo, đẹp, các góc cắt tương tự. Cái ron màn hình cũng ôm sát tương tự. Nói chung là không có khác biệt. Nhưng khi mà gắn lên máy thì nó sẽ có một chút khác biệt. Đây, bên đây là cái màn hình in-cell. Thì ở các cạnh viền đây, nó có dày hơn các bạn ạ. Khi mà mình dùng tay mình đưa lên thì nó có dày hơn một chút xíu. Không có quá cấn tay nhưng mà mình sẽ cảm nhận được cái độ dày của cái màn hình. Nó sẽ không giống như là cái màn hình OLED. OLED thì nó tương tự như zin rồi, gần như là không có khác biệt luôn á. Ở bên tay trái mình đây thì là cái màn hình Dura nhưng mà dạng OLED, còn bên phải đây thì là cái màn hình dạng LCD. Thì về cơ bản trong cái con mắt mình nhìn thì cảm giác được như là cái màn hình LCD nó có nhỉnh sáng hơn. Thì đây là một cái yếu tố mà nó là cốt lõi của cái màn hình LCD rồi. Tuy nhiên cái điểm thua thiệt của nó đó chính là cái độ sắc nét thì nó lại không có được bằng giống như là cái màn hình OLED. Nếu như mà chúng ta nhìn kỹ hay là quan sát vào những cái phần chữ thì chúng ta sẽ nhận biết được cái điều này. Đấy, đây là hai cái sự khác biệt duy nhất giữa hai cái màn hình này. Còn về cơ bản, cái phần cảm ứng là nó tương tự như nhau rồi, chỉ nó khác nhau về cái mức độ hiển thị thôi. Nếu như mà về độ sáng thì cái này mình nhắc lại là nó sẽ nhỉnh hơn so với cái màn hình OLED, tại vì đấy là cái cấu tạo của cái màn hình. Mình sẽ dễ dàng so sánh hơn một chút xíu. Đây là cái iPhone 13 Pro Max của mình. Đó, nó cũng là cái màn hình OLED, và đặc tính của cái màn hình OLED thì nó sẽ hiển thị, nói chung là nó sẽ cho cái nét hiển thị khá là giống nhau. Đây, đều là hai cái OLED. Đó. Rồi. Đây, LCD. Và một cái LCD và cái 13 Pro Max của mình. Đó. Thì đây là một trong những cái giải pháp có thể tiết kiệm chi phí cho các bạn, tuy nhiên nó vẫn đạt được những cái hiệu năng mà chúng ta mong muốn. Chỉ có điều rằng nó không đạt được cái mức như zin thôi. Còn cái màn hình OLED thì nó đạt được cái mức tương tự như zin. Tổng kết lại một chút xíu thì Dura đưa đến cho người dùng hai giải pháp lựa chọn. Một cái màn hình tương tự như với màn hình zin dành cho những cái máy OLED, và một cái lựa chọn là cái màn hình in-cell công nghệ LCD với cái giá thành tiết kiệm hơn. Thì mình nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một trong những cái điểm rất là mấu chốt khi mà những cái chiếc điện thoại đời cũ giá trị nó đã thấp đi rồi, mà nếu như chúng ta phải bỏ ra cái số tiền quá nhiều để thay thế cái màn hình chẳng may nó bị hỏng thì cũng rất đáng để cân nhắc. Và nếu như là mình một cái chiếc điện thoại nó giá trị chỉ khoảng 7-8 triệu nhưng mà lại phải đi mua cái màn hình với giá 4-5 triệu thì chắc chắn là
mình sẽ chọn cái lựa chọn cái màn hình 2 triệu hoặc 1 triệu mấy thay vì cái mức giá một nửa tiền so với cái điện thoại. Và mình nhắc lại những cái ưu điểm mà mình đã chia sẻ lúc ban đầu, đó chính là về giá thành thì nó tương đương như một cái màn hình linh kiện trôi nổi ở ngoài thị trường, nhưng đổi lại chúng ta lại có được một cái màn hình có thương hiệu rõ ràng, có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn chất lượng cao, và đặc biệt đó chính là cái chế độ bảo hành 12 tháng. Thì đó là những cái ưu điểm mà mình nghĩ rằng là chắc chắn chúng ta sẽ nên lựa chọn. Và một cái điểm nữa đó chính là về cái chất lượng, từ mức độ hoàn thiện bên ngoài cho đến khả năng hiển thị hay là trong quá trình sử dụng thực tế thì nó gần như 1910 với cái màn hình zin. Thì đó cũng là một trong những cái mà mình đánh giá rất là cao ở cái màn hình Dura này. Về mức giá thành cũng như là các chủng loại sản phẩm khác thì các bạn có thể tham khảo trên website của Dura để nắm chi tiết hơn. Còn trong cái clip này thì mình cũng chỉ trải nghiệm và chia sẻ với các bạn về những cái nội dung rất là cơ bản về một cái màn hình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.